rồng là cứng trung can giữa nước Việt, đánh đuổi thù Bắc Phương. Thời quân Đông Hán đô hộ đất nước ta, trên khắp quê hương sông đời lầm than, mọi nơi than oán cô đình áp tham, không chút ngang tay đàn áp dân ta. Nên nơi đất Châu Diên đã xuất hiện tráng quân kiệt, lòng trung nghĩa thương dân quyết xả thân bảo vệ núi sông. Lừng danh thi sách con lạc tướng nước Nam, cương quyết sông pha pha thù ngoại xâm, cùng dân tranh đấu thao luyện nghĩa quân. Trên đất Châu Diên hào khí dâng cao, tầm mong kêu muôn dân thoát lũ thù quân ác độc. Bà Trưng chắc chung vai giúp phu quân đánh đuổi Tô Địch. Nhân dân ta nghe tên ông Tây Kiếp cùng quy về Đồng Tâm, hy sinh thân trai xung phong mong nước Nam muôn đời bình yên. Bao gian nguy luôn vây quanh những tướng quân oai hùng vượt qua, trao phong thư nêu âm mưu như đến Tây Tô Định cảnh cao. Lời trong thư đánh thép làm kinh khiếp Tô Định, dù muôn năm muôn đó đời con cháu không quên. Phương Nam tuy nhỏ nhưng ước vạn sinh linh cũng là con đỏ của triều đình cả. Kẻ đi tuyên dương đức hòa cốt phải lấy việc yên dân trước hết. Ngươi Tô Định nấy làm việc chính trị, bắt tội người nói thẳng, bày mưu hay, yêu kẻ luôn lọt bợ đỡ, cho hầu gái được nhúng vào chính trị, cho nịnh thần được chuyên quyền, lúc nào cũng bô bô nói chuyện thương dân. Thế mà tấm lòng bóc lột kẻ dưới ngày càng dữ, rắn mỡ dân để thỏa lòng dục, cậy mình sức mạnh thể như gươm thái a sắc bén, nào biết cơ mình nguy ngập như giọt sương sớm dễ tan. Nếu không sửa đổi chính sách cho rộng rãi thì nguy vong đến nơi đấy. Quân gian tham xem xong thư, tâm quyết ra tay để hại ông, khi giao tranh muôn dân Nam theo tướng quân không ngừng tràn lên. Trong gươm đao thân hiên ngang, khi sách nơi xa trường bao ra, nhưng không may ông hy sinh, dân xót thương nguyện tiếp bước sông pha. Ngày nay trong sử sách còn ghi chép công người, vì muôn dân tranh đấu trốn xa trường xa thân. Trừ quân gian ác muôn người đã đứng lên, dân chúng chung lưng phá giặc ngoại xâm. Chị em chứng chắc chứng nhị phán công, nơi đất mê linh bừng sáng uy linh. Gương thi sách khi xưa sẽ mãi còn trên sách vở, người trai đất Châu Diên đã xả thân vì nước hy sinh. Nguyện noi gương đứng lên vì đất nước,